Hello mọi người, thì hôm nay ngày 14 tháng 9 game vừa mới cập nhật và ra mắt một trò chơi rất là hay ho luôn. Cái trò này nó làm mình liên tưởng tới cái game Roblox ngày xưa mà mình hay chơi á các bạn, y hệt luôn. Rồi mấy cái mà hồi xưa hay coi trên tivi mấy người mà người ta thử thách qua vượt chướng ngại vật giống như nè. Trời, mới đầu tôi thấy cũng vui vui hay hay vui chơi, ai ngờ mất gần một tiếng đồng hồ luôn các bạn. Gọi là đúng chuẩn cái tên Sukana luôn. Hồi nãy giờ mình chơi mà mình quên bấm quay. Trời ơi, tới cái cột mốc 190 mình mới nhớ ra các bạn. Thiệt tình luôn á. Trò này cũng khá là tốn nhiều thời gian á, cho nên là clip này dành cho những bạn nào mà đã bỏ cuộc nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mình chơi luôn á. Tại vì kiểu bản cập nhật xong mình vô không có được vô, cái cứ bị lắc, bị đứng máy á, cho nên là cũng không quen địa hình lắm. Chơi nãy giờ gần một tiếng đồng hồ luôn các bạn. Có vài cái cột mốc, trời ơi, chơi té sắp mặt luôn các bạn. Nè, ví dụ như cái này là 197. Ta nói muốn xỉu luôn á. Nhưng mà theo mình thấy thì cũng không quá khó, chơi chơi một lần là chạy luôn các bạn ơi. Tại vì nó khá là tốn nhiều thời gian á, với lại tiền thì cũng không được bao nhiêu hết. Thay vì các bạn câu cá thì sẽ tiện hơn á. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà thích chinh phục á thì thử chinh phục một lần nha. Tại vì cũng khá là thú vị á. Và sau khi mình đã tới nơi rồi thì mình phát hiện ra một sự thật đau lòng các bạn ạ. Ok, khoan từ từ để mình nhận quà nữa, mình kể cho các bạn nghe. Bao nhiêu tiền đây? Trời ơi, 60 tiền sao à. Mình đi nãy giờ chỉ được 60 tiền sao thôi các bạn. Quá bèo luôn. Ok, cái này mới hú hồn nè. Bây giờ các bạn sẽ nhìn qua cái bảng xếp hạng nha. Đó, các bạn thấy top 1, top 2, top 3. What the? Trong khi mình chơi tới gần 1 tiếng đồng hồ mà người ta top 1 chỉ có 0 giây thôi. What the hell? Cảm ơn tất cả bạn đã xem hết video nhé.